tối nay rất là vui lần đầu tiên hợp tác với anh DuyTân song ca hai bản Pháp của Christopher, hai bản kinh điển. Je crie, Aline, pour qu'elle
chân người. Cảm ơn anh ta, hợp tác vui vẻ. Merci, merci beaucoup. Và tiếp theo đây là giọng hát của Loan.